Lần đầu tiên mà chúng ta được thưởng thức một tiết mục hologram thật sự quá tuyệt vời của ảo thuật gia Việt Duy. Lần đầu tiên anh Sơn được xem một cái phần trình diễn ảo thuật mà cộng với lại cái kỹ thuật của hologram. Đến giờ phút này mà cái đầu óc của anh Sơn vẫn còn có những cái gì đó nó chưa có tin lắm. Phải nói là cái phần kết hợp giữa ảo thuật và hologram thật độc đáo, thật đặc biệt. Xin cảm ơn giám khảo Văn Sơn. Xin mời sư phụ Cao Long. Trước tiên là anh xin nói với Duy thôi nè. Tức là cái kỹ thuật hologram này, tất nhiên là nó không phải là mới. Nó đã có từ xuất hiện từ đây là ở thập niên 40 rồi. Hay nói đúng hơn là năm 1947. Và sau thời gian năm 60 mấy, khi mà kỹ thuật laser đã bắt đầu thịnh hành, thì hai cái cộng hưởng giữa cái laser hologram này nó thành ra một cái tác phẩm tuyệt hảo như bạn diễn ngày hôm nay. Em đã sử dụng một cái gimmick của đường phố, em kết hợp với hologram, tất cả những cái điều em làm nó, anh chỉ tiếc có một điều thế này thôi. Em muốn tạo được cái hiệu ứng mà nó đẹp
khi trình chiếu á, là làm sao nó có thể nó xoay được nhiều chiều trong đó. Hôm nay anh thật sự là anh mừng được cái, tức là chạm vào cái trái tim của anh á, là những bạn trẻ của cô, của các em ngày hôm nay đã có một cái, được một cái nền tảng tri thức như thế này để mình thực hiện được những cái động tác như thế này, cộng một cái kỹ thuật cao. Một lần nữa anh xin chúc mừng em, thật tình ngày hôm nay rất tuyệt vời Duy à. Xin cảm ơn sư phụ Cao Long rất nhiều. Và bây giờ xin mời giám khảo Nguyễn Thanh. Trước khi đánh giá về tiết mục của Việt Duy á, thì cho anh xin đứng lên. Ngày hôm nay là cái kỹ thuật hologram này, thật ra trước giờ anh chưa có xem ở tại Việt Nam. Và cái cách mà Việt Duy dám nghĩ và dám làm và dám mạo hiểm ngày hôm nay, và cái đó chính là cái đầu tiên anh xin trân trọng nhất. Nhưng ngày hôm nay những gì mà anh được nhìn thấy thì cái sự tốt và trơn tru có lẽ là nó chưa hài lòng lắm. Nhưng mà từ những cái không hài lòng đó, nó sẽ giúp cho những ảo thuật gia của Việt Nam của chúng ta dám khẳng định được ở tại Việt Nam của chúng ta, dám nghĩ, dám làm và dám vươn ra thế giới. Một cái sự hy sinh rất là lớn, giống như là Duy để tóc rất là đẹp nha, hôm nay là cạo đầu luôn, hy sinh cạo đầu và hóa trang thành một cái con rồng, không Duy? Rất là đẹp, nó rất là ấn tượng. Thật là mới đầu là Duy của mình có cái ý tưởng này được đây khoảng 8 ngày. Để làm hologram này mà để chính xác được thì các bạn phải bỏ ra để vẽ 3D như này, các bạn phải bỏ ra ít nhất phải 1 tháng đến 2 tháng để vẽ. Mà trong 7 ngày anh em ngồi miệt mài đến ngày hôm nay là đúng 5 giờ sáng mới xong. Mà Duy tập đến 6 rưỡi sáng là cả đêm qua không ngủ. Mình cũng là xin lỗi các bạn là cái độ chính xác nó chưa được hài lòng của Duy lắm. Cho nên lần đầu là Duy xin là cảm ơn cái ekip của Duy rất là nhiều. Và vỗ tay cho Duy cái đây nè. Rất là mệt mỏi. Dạ, dạ. Tuyệt vời quá. Anh nói Duy nghe nè, khi nãy anh ngồi đây anh xem đó thì anh không nghĩ đây là người Việt Nam diễn. Mình không nghĩ mình đang ngồi ở nước Việt Nam để mình xem được một tiết mục như vậy. Đó là cái thành công nhất của Duy ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là tình cảm của tất cả quý vị khán giả dành cho ảo thuật gia Việt Duy với những khoảnh khắc mà chúng ta lần đầu tiên được thưởng thức tại Việt Nam. Hologram cùng với ảo thuật gia Việt Duy. Thời gian mình chọn bắt đầu. Chúc mừng anh Việt Duy với 94% tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho anh. Và bây giờ số điểm của giám khảo Cao Long chúng tôi sẽ giữ lại đến cuối chương trình. Xin mời số điểm đến từ giám khảo Vân Sơn ạ. Anh nhớ không lầm, tất cả những lần trình diễn của Việt Duy đó đều lấy được cái điểm tuyệt đối của anh Vân Sơn. Riêng ngày hôm nay anh Sơn không thể nào mà cho Việt Duy điểm tuyệt đối được. Bởi vì Việt Duy ngày hôm nay trên cả điểm tuyệt đối đó. Wow, 10 điểm cho Việt Duy. Xin cảm ơn giám khảo Vân Sơn. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ giám khảo Nguyễn Thanh. 9,5 điểm. 9,5 điểm đến từ giám khảo Nguyễn Thanh. Xin cảm ơn anh. Bói đi. Bói nào. Xem tình duyên. Xem tướng số. Xem thiên cơ. Tất cả các loại bói. Cô nào chưa chồng, anh nào chưa vợ, gặp tôi bói phát ra ngay. Đấy. Thầy ơi. Ê, thầy. Thầy ơi. Ai đây? Thầy. Con ai đây? Đây. Vâng, chào cô. Chào thầy. Dạ thầy cho con hỏi, thầy bói có phải thầy bói không thầy bói? Có thể bị điên à? Nhìn thế này không phải thầy bói, thằng điên nào nó đứng ăn mặc kiểu này. À, thầy bói cho con với thầy. Thế cô muốn bói gì nào? À, bói xuống đây. Con đến giờ mà con chưa có bồ nữa. Thầy bói giùm con coi ngày nào con có bồ được không thầy? Nhưng mà con nghi thầy quá. Bây giờ hay là... Thôi giờ thầy bói cho một người trước con đi, xong rồi con mới tin thầy. Chứ con thế thấy thầy dỗ sao? Cô bói khách VIP hay là khách thường? Khách thường thôi. Khách thường à? Dạ. Vâng. Bên nào muốn bói toán nào? Anh này. Vâng, mời xuống đây. Đây. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy. Vào nhà cởi dép ra bố ạ. Thầy ơi, dạo này em quải quá. Thầy cho em con số nào ngon ngon gì. Nhìn cái mặt điệu vãi. Nào, thế thì hôm nay tôi sẽ cho cậu một con số. Nha. Trên này là 52 lá bài. Thế thì cậu sẽ cầm. Bây giờ tôi úp xuống thế này. Đấy. Cậu cứ ngẫu nhiên, bên này không biết bao nhiêu lá, lật qua đây. Bên này cũng thế, cầm có thể là nó úp lá ngửa nha. Lật ngược lại thế này. Cứ thế. Vâng, lộn xộn thế này.
thầy sẽ bói cho cậu một quẻ, cho cậu một con số. À em hiểu rồi. Rồi, thế cậu làm đi. Theo ngẫu nhiên mình làm nha. Bây giờ thầy bói cho nha. Nào, bây giờ trên tay thầy thì là những cái quân bài úp ngửa thế này. Thầy sẽ cho cậu một con số nha. Đây, đây là bói toán tiên tri. Thầy đã tìm ra được một con số cho cậu rồi. Cậu rất là hợp với con số 22. Bởi vì sao? Bởi vì thầy đã bói được là trong này có 22 lá bài úp tương ứng với 22 là con số thầy cho đấy. Cho em coi. Đây cô, bây giờ cô muốn chứng minh thì cô cứ coi thử đi. Rồi, đếm giờ xuống. Lá bài úp phải không? Úp nè, úp. Mở. Trời, cái này giống chia bài quá. Đây, úp, ngửa. Nào, cùng nhau đếm nha. Xem có bao nhiêu lá úp nào. Đếm. Một. Cùng đếm nào. Cùng đếm nào. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt. 22. Đấy, tôi nói cậu là chứ phải con 22 mà quất vào nha. Wow, ghê thầy. Chưa hết. Đây, đây. Nào, thầy đoán được là trong đó có 10 lá đỏ và 12 lá đen trong đấy đấy. Nào, cô đếm thử nào. 10 lá đỏ nha. Mọi người đếm cùng với em nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi trời ơi! Kinh chưa? Dạ, giờ em đếm lá đen nha thầy. Ôi trời, cái thằng này mày điên à? Có 22 lá, thế cái này 10 lá đấy, còn 12 lá thêm đấy. Tất cả lá đen đều là lá bích. Ồ, rồi. Đây. Hay quá thầy ơi. Thầy nói có sai không nào? Nói có sách, mách có chứng nha. Thế còn cô nào? Tất cả lá đỏ đều là số chẵn. Thế mới đâu chứ nhỉ? Thầy cô, dỗn đi đã. Tự nhiên cái có con này, số 3 là số lẻ hay số chẵn vậy khách ơi? Số lẻ thầy sai rồi. Tâm linh thế đấy. Thầy đã bảo là thầy bắt phát bắt trúng mà. Đây cô đừng có khi dự thường thầy nha. Và đây là điều đặc biệt đây này. Đấy. Rồi, cảm ơn cậu nha. Thế là quẻ này tôi miễn phí cho cậu đấy. Ok thầy, cảm ơn thầy. Rồi, thấy. Bây giờ ở trên này nè, nó có rất là nhiều trái cây nha. Cô xuống và chọn cho tôi một người nha. Hỏi xem người đó thích ăn trái cây gì. Ghi vào đây. Ăn tươi nhất. Em mời anh nha. Trời ơi. Chọn đúng người nha. Cái này được. Đấy. Cứ chọn thoải mái nha. Đây nha. Vị khách đấy chọn cái này nha. Bây giờ thầy sẽ lấy một lá bài thầy bói nha. À, thế này đi. Đây. Nha. Và ngẫu nhiên một điều đặc biệt, cô sẽ thấy linh nghiệm ngay. Linh gì thầy? Kẹp vào. Cô cứ xem. Trời, trời. Trời, ủa sao hai lá bài sao có tờ giấy thầy thầy? Xem tới đây. Thầy có bói có đúng không nào? Trời ơi. Con biết rồi thầy thầy. Sao? Giờ mà con muốn có bồ á, con có coi tuổi này kia không? Có chứ.
mình sẽ coi tuổi có hợp với mình không. Nhưng mà giờ lỡ cái con thích anh đó, con nhìn thôi, con thích rồi mà làm sao con biết tuổi người ta được. Thế thì gặp thầy. Ghê vậy? Là chứ thầy sao? Biết luôn hả? Biết ngay. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Đây, 12 con giáp. Bây giờ nhá, cô hãy xuống dưới đấy, cô chọn cho tôi bất kỳ một người nào. À, chú, con thích chú à. Giờ chú coi tuổi giùm con nha. Rồi. Rồi ôi. À. Nhờ anh lên coi sao, ổng đoán tuổi sao á. À. Rồi. Dạ. Bây giờ cậu kia, cậu cứ ngồi đây đấy. À, có điện thoại không ạ? Rồi, giờ chọn người đó trước đi. Rồi, bây giờ chọn một người trước phải không? Đúng, phải thấy cậu chọn lên. Rồi. Cân nặng, chiều cao. Cao khoảng 1m7. Nặng. Nặng chừng 55kg. Rồi. Alo. Alo, chào em. Anh 4 tuổi gì em? Tuổi con gà. Tuổi con gà. Ok, anh 4 tuổi con gà. Rồi, cảm ơn em. Em ơi, con gà là nó sinh năm mấy em ha? 69. À, 69 hả? Rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Rồi, cảm ơn Linh. Hả? Đang coi bói. Thiệt, anh đang trường quay coi bói. Tại có người nói là muốn đoán tuổi của người bạn thân nhất của anh. Nên anh bên này đoán rồi mà anh muốn xác nhận lại coi đúng tuổi vậy không nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em. Ôi giời ơi, tổ nghiệp ơi. Chắc sai rồi quá. Đời con linh thiêng hay không là vào tập này đấy này. Đừng có gì thầy. Mới vậy á, phải cho thử trước mới được. 1969. Wow. Nhỏ hơn Vân Sơn 8 tuổi. Nào, chúng ta hãy cùng xem nha. Và đây là giây phút quyết định. Nguyễn Phương có đi tiếp hay dừng lại? Tuyệt vời luôn. Tao. Hay quá à. Đã tin vào thầy chưa nào? Giờ thì con tin thầy 100% rồi đó. Yeah. Bồ rồi. Đấy nhá. Thầy coi cho con đi thầy. Tôi đã bảo rồi. Mỗi ngày tôi coi được 3 người thôi. Giờ nhá. Thôi. Thầy đi đây. Thầy. Thầy coi cho con đi. Xin chào nhá. Và bây giờ xin mời ý kiến đến từ sư phụ Cao Long ạ. Bây giờ kịch bản ngày hôm nay em làm đó nó có vui có. Nhưng mà bù lại có con gái nè, anh nói em nghe, tức là bây giờ mình phải tiết chế là nó kéo nó dài và nó lê thê ra. Tức là khán giả khi người ta xem á, là người ta sẽ bị rối não lên cái chuyện đó. Nó không cập nhật nhanh liền để nó tạo được cái hiệu ứng. Dạ, okay. Cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn sư phụ Cao Long. Mấy khi mà thầy bói được lên truyền hình để mà quảng cáo cho nghề nghiệp của mình đâu. Dạ, xin mời giám khảo Vân Sơn ạ. Ngày hôm nay tiết mục của em là những cái trò của em mang đến khán giả đó, nhất là cái trò cuối cùng của em, nó thật đặc biệt và đem đến sự bất ngờ. Nhưng mà cái kịch bản hôm nay anh Sơn không có hài lòng lắm. Em nói tiếng Bắc mà tiếng Bắc không phải là sở trường của em. Dạ, tại vì thật luôn là em nói tiếng Bắc em mới tập vậy thôi, mới tập hồi nãy á. Tại vì em ra em nói tiếng không thì nó không ra bói lắm, nên là em cố gắng. Đúng ra cái tiếng nói của em là cái tiếng duyên dáng nhất của em. Thường thường em ra nói tiếng Nam và em nói bằng tất cả những cái gì của em, đó là cái chân thật nhất của em. Nguyễn Thanh thì lại thích ở cái chỗ, Nguyễn Phương lại ở chỗ là Phương có một cái tài mà nó không đúng với mình, Phương vẫn dám làm. Về nhận xét chuyên môn thì hôm nay á, Phương có một cái trick đó. Nếu như mà Nguyễn Thanh mà chọn trái vú sữa thì có thể mà tự nhiên mà nó xuất hiện trái vú sữa đâu gần đây này, nó sẽ ấp phê còn dữ đó. Lúc nãy anh Vân Sơn có đề cập những cái chuyện mà em nói tiếng Bắc với tiếng Nam, thì anh là người Bắc thì anh nghĩ rằng là anh cũng đồng cảm với em. Em luôn muốn mang cái mới lên cho khán giả, em rất đương đầu với cái đó, em muốn đương đầu với cái đó em mang với khán giả. Đó mà cái mà anh rất là thích cái trò cuối cùng. Em cũng nói với quý vị và các bạn hiểu là đây là một cái trò nó tương tác nó khá là khó, sự thành công không phải là chuyện dễ. Ngay sau đây sẽ là phần bình chọn của quý vị khán giả. Thời gian bình chọn bắt đầu. chín mươi bốn phần trăm chín mươi
84%, ngang bằng với Việt Duy. Xin mời số điểm đến từ giám khảo Vân Sơn. Em là một ảo thuật gia rất tài năng. Thì em là một những người mang tiếng cười đến khán giả nhiều nhất, tốt nhất. Thì đã anh Sơn muốn em tiếp tục đi vào vòng trong, anh cho em 10 điểm. 10 điểm đó là giám khảo Vân Sơn, xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời giám khảo Nguyễn Thanh ạ. 9,5. 9,5 điểm đến từ giám khảo Nguyễn Thanh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc mừng anh. Kính thưa quý vị, như vậy bảng đấu đường phố với vòng thi đấu đối kháng đã khép lại với hai phần trình diễn rất hấp dẫn của hai ảo thuật gia. Và ngay sau đây sẽ là cặp thi đấu đối kháng của bảng đấu xiếc công năng. Đầu tiên sẽ là phần trình diễn của anh chàng hot boy đẹp trai nhất của chương trình của chúng tôi, đó chính là nghệ sĩ xiếc Trịnh Thắng. Thank you.
quá tuyệt vời quý vị ơi. Rất đẹp đó. Đó chính là nghệ sĩ Trịnh Thắng. Và bây giờ xin mời giám khảo Vân Sơn đưa ra những cảm xúc của mình ạ. Tuyệt vời quá. Lần đầu tiên anh thấy xiếc đu ở trên cao trên không như thế này mà dùng dây xích với những động tác thật là khó. Nhưng mà anh hỏi em là với cái dây xích như thế này nè, là em đã nhìn thấy ở đâu hay là em nghĩ ra để mà em trình diễn như vậy? Thực ra là em cũng học, cũng nhìn thấy một lần bên các bạn nước ngoài diễn. Chứ Việt Nam thì chưa ai diễn cái dây xích này cả. Đúng, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người diễn viên xiếc Việt Nam mà trình diễn với cái bộ môn đu bay trên trời mà dùng dây xích như thế này. Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay đó, ngoài cái kỹ năng mà diễn xiếc của em ra đó, em còn mang đến kịch bản rất là hay. Và em còn show được cái kỹ năng mà múa của em nữa. Đầu tiên em múa với cái bạn mà diễn viên múa đó như là một cái đôi diễn viên múa ballet thật sự. Anh rất là khâm phục em. Bây giờ tiết mục của em nè, ba chữ thôi: độc, đẹp, đỉnh. Xin cảm ơn, em cảm ơn Sơn rất nhiều. Nghệ sĩ Cao Long đánh giá như nào? Tiết mục này đó, anh Sơn biết nó gọi là cái tiết mục là coi như thể thao trên không, chính xác của cái từ đó. Cho nên là một diễn viên mà biểu diễn thể thao trên không đó, đòi hỏi một cái nền tảng thể lực nó phải chuẩn bị tốt. Như các bạn thấy đó, cái body của Thắng nó đủ sức đủ đó. Những cái động tác các bạn thấy mà móc chân cặp chân quay xích bên đây bên kia đó là phải dùng cái lực cơ bụng rất nhiều. Hay là cái động tác ke sắp của em á, em làm rất chuẩn. Nếu mà trong cái này đó em show thêm cái kỹ thuật riêng cá nhân của Thắng thêm vài động tác nữa trên đó đó, dùng cái kỹ thuật cơ bụng của em á mà em show thêm nữa thì tiết mục quá đẹp. Cái bài của em diễn được rồi đó, theo như anh nhận xét đó, thì thấy em diễn rất là hoàn hảo. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả nhấc thiết bị lên để chúng ta cùng nhắn tin bình chọn cho Trịnh Thắng. Thời gian bình chọn bắt đầu rất nhanh. Những động tác rất nhanh của các fan nữ, không ngần ngại, không suy nghĩ gì cả. 96%. Vâng quý vị, 96%. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ giám khảo Vân Sơn. Thắng là thần tượng của anh Sơn. Anh nhìn em mà anh nhớ lại thời trai trẻ của anh. Anh làm sao mà anh cho em thấp hơn 10 điểm được, đúng không? 10 điểm đến từ giám khảo Vân Sơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời số điểm đến từ sư phụ Minh Tân. Anh cho em 9.5. 9.5 đến từ giám khảo Minh Tân. Xin cảm ơn anh. Thank you.
Xin chúc mừng nghệ sĩ Bá Đức vừa hoàn thành phần thi của mình cùng phần thể diễn của nghệ sĩ Quang Thế. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Vân Sơn cảm nhận như thế nào về tiết mục vừa rồi ạ? Làm khó quá, anh em làm khó ban giám khảo quá. Ngày hôm nay Bá Đức đã chứng tỏ rằng em không chỉ là những tiết mục cần sức lực không, mà em còn khéo léo nữa. Và đặc biệt hôm nay nữa đó là khi mà tung đó thì mình phải đứng ở trên đất và mình tung để mình chỉnh đó. Còn cái này là em ở trên người của bạn em ở những cái thế rất khó để em tung. Hôm nay em trình diễn rất đặc biệt, một cái màu sắc rất khác đối với Bá Đức của những dòng vừa rồi. Cảm ơn em. Xin cảm ơn giám khảo Vân Sơn. Xin mời sư phụ Cao Long ạ. Từ bữa giờ là 4 vòng. Coi như vòng nào em cũng đổi được cái màu mới toàn bộ hết, không hề trùng bất cứ một cái vòng nào hết. Và đặc biệt ngày hôm nay là cái tiết mục này là anh cũng xin mời các bạn chúng ta cho một tràng pháo tay cho các bạn trợ diễn. Dạ, nghệ sĩ Quang Thế. Bởi vì tại sao tôi nói như thế? Bởi vì trong cái bộ môn tung hứng là trong một những bộ môn khó nhất trong tất cả các 4 bộ môn của xiếc. Đây là một tiết mục tung hứng đôi. Nó đòi hỏi hai bạn phải kết hợp nhau nhuần nhuyễn những cái kỹ thuật để khi mà tung quả ra, ví dụ xa nó đa bao nhiêu vòng nó đúng chính xác chỗ đó, khi đứng gần nó bao nhiêu vòng chỗ đó. Cho nên các bạn phải tính được điều đó khi phối hợp nhau để thực hiện được một cái bài tung hứng này. Nếu bạn có được vào vòng trong, tôi muốn xem bạn chứng tỏ khả năng của bạn bằng một cái gì mới nữa. Ok? Dạ vâng. Xin cảm ơn giám khảo Cao Long. Và bây giờ xin mời sư phụ Minh Tân. Theo là nói về vấn đề mà thầy Ngô đó, nếu một mình á thì đã khó rồi. Nhưng mà ngày hôm nay anh thấy tụi em biểu diễn đôi đó, thành ra rất là hợp ý. Và anh chúc em cái tiết mục thành công. Xin cảm ơn sư phụ Minh Tân. Thật sự mà nói thì nghệ sĩ xiếc á, một ngày người ta có thể tập đến 12 tiếng luôn ạ. Và tập suốt để mà có một cái tiết mục hay. Mà tiết mục mà biểu diễn như Bá Đức này là phải tập rất là lâu rồi, phải không đó? Cái này em ngủ em còn mơ để đang tập. Cái này Hoàng Nghiêm cũng muốn chia sẻ luôn. Nghệ sĩ xiếc người ta bỏ công, bỏ sức rất là nhiều. Đúng. Nhưng mà cái thu nhập của họ rất là thấp. Thấp dữ lắm. Thì qua cái chương trình này, Hoàng Nghiêm cũng mong muốn là mọi người xem và ủng hộ cái bộ môn này nhiều hơn nữa. Chúc mừng Bá Đức đã thành công với tiết mục của mình. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Nghiêm. Sẵn anh hỏi luôn nè. Cái nghề của em là cái nghề xiếc đúng không? Đúng không anh Long? Lần đầu tiên anh cũng tự hỏi tại sao mình có cái danh từ xiếc. Cái từ xiếc này là ở Việt Nam chúng ta là chữ X là I E C, tức là cái từ này của tiếng Pháp Nó xuất phát từ chữ là cirque, tức là C I R Q U E. Đó, siết hay quá. Đó. Còn tiếng Anh nó gọi là circuit. Thì đúng. Hai cái này, nhưng siết ở Việt Nam mình tại hồi xưa mà mình nói dùng cái tiếng Pháp ông bà mình xài nhiều. Đúng rồi. Cho nó like mà mới gọi là siết. Xin cảm ơn những thông tin đến từ ban giám khảo rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành tình cảm cho những người nghệ sĩ siết Việt Nam chúng tôi bằng cách nhấc thiết bị lên và bình chọn cho Bá Đức. Thời gian bình chọn bắt đầu.
98%. Chúc mừng Ba Đức, chúc mừng Quang Thế. Và bây giờ xin mời số điểm đến từ sư phụ Minh Tân. Là thấy tụi em diễn rất là hoàn hảo, không có lỗi một cái không có sơ suất một cái chương trình gì hết, thì anh cho em 9.75. 9.75 điểm đến từ sư phụ Minh Tân, xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời giám khảo Vân Sơn ạ. Anh nói cho Đức nghe nè, anh rất là yêu mến Trịnh Thắng, nhưng mà anh cũng bị chinh phục bởi Ba Đức. Thành ra anh không thể nào mà anh cho điểm em thấp hơn Thắng được hết. 10 điểm. 10 điểm đến từ anh Vân Sơn, cảm ơn rất nhiều. Ngay sau đây sẽ là cặp thi đấu đối kháng của bảng trò khéo. Ngay sau đây sẽ là một anh chàng đang cảm thấy rất là bối rối trong lòng, bởi vì anh ấy phải vượt qua được thử thách của vòng này mà phải cầu hôn với một cô gái. Đó chính là ảo thuật gia Nguyễn Anh Tú. Still feels that first night together. Feels like the first kiss. It's getting better, baby. No one can bear more. You're still the one. First time our eyes met. Same feeling I get, only feels much stronger. I wanna love you longer. You still turn the fire right. If you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. That all makes me good. So if I love you, a little more than I should, please forgive me. I don't know what to do. Please forgive me. I can't stop loving. Don't deny me. This pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Please believe me. What I say is true. Please forgive me. Can't stop loving you. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights. You know I still do. If you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only want to make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I don't know what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me. This pain I'm going through. Please forgive me. I need your love. Xin mời sư phụ Cao Long ạ. Anh mới trải nghiệm qua một tiết mục hết sức lãng mạn, nhẹ nhàng, dễ thương. Trò em đưa vào thì nó cũng hợp.
Nhưng mà anh cũng tiếc là cảm xúc nó ngắn quá. Em tính toán được đúng cái cự ly để đồ cũng vậy, cái tay mà em palm đồ lên cũng vậy, nó cũng chính xác, nó cũng đẹp từ chút một. Anh nói em nghe là như vậy. Cho nên tiết mục này anh thấy từ đầu nó đẹp, giá chi mà em thêm trò và cho nó dài ra chút xíu để cảm xúc nó đã hơn. Anh Cao Long mới vừa nói nó ngắn quá, có nghĩa là em đã thành công. Người ta tiếc đúng không? Người ta tiếc có nghĩa là, có nghĩa là anh Long anh coi chưa đã, anh nói là phải chi biến hóa thêm một vài cái nữa cho nó đã hơn. Chừng nào mà em làm từ bắt đầu mời bạn gái vô, tặng mông, mời rượu, rồi tặng nhẫn, rồi đám cưới lên, rồi vô tới động phòng luôn coi mới đã. Em vẫn có phong cách mà anh Sơn rất thích, lạnh lùng, lịch lãm nhưng đầy tình cảm ở trong người của em. Không biết là giám khảo KT suy nghĩ như thế nào về cái kỹ năng quá vững chắc và chuyên nghiệp của anh Tú ạ? Hôm nay em rất khéo về cái việc sắp xếp đồ nghề, chứ hôm nay về kỹ thuật trên khéo so với kỹ thuật của em thì hôm nay em làm, anh nghĩ rằng là em còn phải làm được hơn rất nhiều những cái đó. Không cần một cái thùng lớn, một cái bàn lớn như vậy, rồi anh chỉ có tiếc một chút xíu vậy, vậy thôi. Xin cảm ơn giám khảo KT. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá của tất cả các khán giả. Xin mời tất cả mọi người nhấc thiết bị lên và bấm bình chọn cho anh Tú. Chín mươi bốn phần trăm tất cả mọi người dành cho Nguyễn Anh Tú. Và bây giờ xin mời số điểm đến từ giám khảo Vật Sơn. Thấy sao anh Lập? Tôi hôm nay không có chị kêu anh là thoải mái thế vậy mà, nhưng mà đẹp trai không mà. Có kêu anh mới hỏi anh Long phải không? Đẹp trai mà. Bữa nay anh Sơn vui lắm. Bữa nay anh Sơn vui là tại vì không có Kiều Anh kế bên, mà anh Vân Sơn được một người bạn gái mới. Thấy không? Nhìn qua nhìn qua nè, nhìn qua cũng tóc cũng dài, tóc dài, nhìn xuống dưới cũng bự, bự cái bụng bự đó. Thật ra bây giờ nhìn thì thấy phái nào nam hay nữ gì miễn đẹp là tôi khoái à. Đó, đẹp gì là tôi khoái à. Đó, là mặt khoái á là phải cho 10 điểm. 10 điểm đến từ giám khảo Vân Sơn. Cảm ơn rất nhiều. Số điểm mời rất quý giá. Và bây giờ xin mời giám khảo Cao Tây. Gửi cho em 9 điểm rưỡi. 9,5 điểm đến từ giám khảo Cao Tây. Cảm ơn rất nhiều. Ba ơi ba. Ba ơi. Ba đâu rồi? Con gái ơi, ba nè. Ba. Đây đây, hoành tráng chưa? Nè, sinh nhật con gái ba đó. Thở nến đi con. Ê ê, khoan, trước khi thổi nến con ước đi. Con ước. Ê khoan, ước luôn con. Bây giờ á, hôm nay á là trùng vào ngày Noel đó, để tối hôm nay con gặp trực tiếp ông già Noel, rồi con nói với ổng, ổng sẽ tới tặng quà cho con. Đúng không? Nhưng mà năm nào con cũng ước gặp ông già Noel, rồi ông già Noel tặng quà toàn thiếu cho con mà không đúng gì hết trơn á. Vậy hả? Vậy thôi bây giờ con thử nói ra một vài điều ước coi ông già Noel có làm được không? Con ước con có một cái cặp mới để đi học. Ba tin ông già Noel sẽ làm được. Dạ con ước con có thể đi lại được để con được đi học. Ba tin ông già Noel sẽ làm không được. Con biết mà. Không, nhưng mà cho dù ông già Noel làm không được, nhưng mà ba sẽ ráng làm thiệt là nhiều tiền để mà trị hết bệnh cho con. Con sẽ được đi học như mọi người. À, cảm ơn ba. Ừ. Nè, thở nến đi. Nè, bây giờ con vào bên trong, con suy nghĩ thiệt kỹ những cái điều ước gặp ông già Noel, con nói ổng, ổng sẽ tặng quà cho con. Dạ. Ba không thể là một người ba hoàn hảo, nhưng ba sẽ yêu thương con
theo cách hoàn hảo nhất. Con đâu phải không thấy đâu. Ông già Noel hả? Ông già Noel hả? Đúng rồi, của ông già Noel rồi. Ủa sao năm nay ông già Noel tới sớm vậy? À, hay là ông già Noel biết hôm nay là sinh nhật của con nên ông già Noel tới. Ông ơi, ông ơi, con ước đơn giản lắm. Ông có thể cho con thấy được ánh sáng, thấy được không khí của Noel không ông? Mắt con mờ à, chứ không có phải bị mù hẳn. Con vẫn thấy được chút xíu. Ông có thể cho con thấy được không? Ông ơi. Sáng. Nhưng mà ông cho con tham thêm một điều nữa được không? Con chỉ ước duy nhất là con có thể đi được thôi à. Con có thể đi được trên đôi chân của mình thôi không? Ông có thể nào ông giúp con được không? Ông ơi. Con đi được đây rồi hả ông?
mà chạy. I believe I can soar. I see me running through that open door. Ông là ông già Noel tuyệt vời nhất. Xin chúc mừng Nguyễn Phú Quý, ảo thuật gia Đức Duy Nguyễn đã hoàn thành mục tiêu của mình với phần trình diễn của Hữu Đằng và Thanh Dung. Và bây giờ xin mời sư phụ Cao Long ạ. Riêng về cái bài dàn dựng kịch bản của em nay, bài kịch bản nó tốt, nó gây dùng sự cảm động của đường dây nó xuyên suốt. Nhưng mà trong cái nghề mà của mình á, anh thấy vậy nè, trong mấy cái trò ảo thuật á thì em bị ít quá. Anh chỉ mong rằng nếu có được vào vòng trong thì em nên cố gắng show thêm cái kỹ thuật của mình vô nữa. Dạ vâng, em cảm ơn. Xin cảm ơn sư phụ Cao Long. Xin mời sư phụ Vân Sơn. Kịch bản đã chạm tới trái tim của anh Sơn. Với những cái lòng tốt của một tên đạo chích như em. Em vào nhà đó, để em trộm đồ người ta. Nhưng mà vì hoàn cảnh của một cô bé bị khiếm khuyết, em đã mang ước mơ đến cho cô ta như thế. Một kịch bản rất là đẹp. Cái trò của em ngày hôm nay không có thể so sánh bằng những cái trò, những dòng trước của em. Anh mong muốn là đến cái trò cuối cùng là khi cô gái ước muốn được đi trên đôi chân của mình thì em cũng phải dùng những kỹ thuật về ảo thuật, em làm cho cô ta đi được. Cái đó mới hay. Chứ nếu mà em cẩm cô ta đi thì cái đó là thật sự đó là trong kịch bản thôi, chứ nó không có show đến cái khả năng mà biểu diễn ảo thuật của em. Xin cảm ơn giám khảo Vân Sơn ạ. Và bây giờ với phần thi trò khéo này, không biết anh Ca Tây đang suy nghĩ điều gì ạ? Cũng đã vào đến vòng này rồi thì anh Tú với cả em chúng ta phải phải xác định cũng như là mình phải nhận định là mình đã vào vòng trong thì cái anh ấy nói cao hơn, chết từ cái đẳng cấp của mình nó phải cao hơn một chút thì cái trò của mình nó phải hơn nữa, nó phải tạo cho khán giả, nó tạo cho không phải là riêng ban giám khảo mà cả các bạn xem truyền hình cũng như là quý vị khán giả nữa, người ta coi người ta phải nhận định là càng vào trong thì cái nội lực của các bạn nó phải cao là mạnh như thế nào. Thì hôm nay thật sự là nó vẫn bị thiếu cái đó. Xin cảm ơn giám khảo Ca Tây. Với kết thúc là cái cổng đối với cô gái, chắc chắn chúng ta đều sẽ được biết nguyên nhân tại sao có cái cổng đó, đúng không ạ? À? Rồi, cổng tôi đi. Mẹ quá. Tôi sẽ bình chọn cho bạn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng nhắc thiết bị lên, nhắn tin bình chọn cho Nguyễn Phú Quý giúp tôi. Nhắn lên. Trong chúc mừng Nguyễn Phú Quý. Xin mời số điểm đến từ giám khảo Ca Tây. Với tiết mục hôm nay thì anh gửi cho Phú Quý 9.5. 9.5 đến từ giám khảo Ca Tây dành cho Nguyễn Phú Quý. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời giám khảo Vân Sơn ạ. Cười quá nhiều. Tiếc cho một điều là cái kết của em nó không có chinh phục được anh Sơn. Anh lấy em lại nửa điểm, 9.5. 9.5 đến từ giám khảo Vân Sơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là phần thi đấu đối kháng của hai thí sinh rất mạnh trong bảng đồ lớn. Đầu tiên sẽ là thí sinh chỉ mới 17 tuổi thôi, và chặng đường đến với kỳ tài lộ diện, đến chặng đường này chính là một trong những sự thành công mà khiến cho Vũ Lộc Tiến đã cảm thấy rất hài lòng. Và ngày hôm nay với tâm lý rất thoải mái, anh ấy sẽ thoát hẳn ra khỏi hình tượng những vai chính diện, đón chờ xem kẻ phản diện Vũ Lộc Tiến sẽ thể hiện ra sao. Xin mời. Thank you.
Rất xuất sắc phần thi của mình cùng với phần trải diễn của vũ đoàn HD. Và bây giờ xin mời ý kiến đến từ anh Văn Sơn ạ. Em đã mang lại một sự bất ngờ bởi tài năng của em. Và lại càng bất ngờ hơn nữa là em chỉ mới có 17 tuổi. 17 tuổi mang về thì còn gì nữa. Mai mốt 71 nó sao trời. Tiết mục của em là bữa nay là nó hay lắm rồi, nó tuyệt vời lắm rồi. Bữa nay là cái ngày mà anh thấy là em trình diễn nặng ký nhất trong tất cả những vòng của em đúng không? Nhìn thấy là có đầu tư, dàn dựng tất cả mọi thứ chỉnh chu, ngon lành, đàng hoàng. Tiết mục đầu tiên của em khi em xuất hiện trong cái thùng của em á, cái thùng đầu tiên bên này nè, khi em xuất hiện đó thì các bạn mở ra cái thùng em thiết kế rất thông minh. Nhìn thấy là không có cách nào mà có người trong đó được hết trơn á. Ở Việt Nam mà anh thấy em có tài năng như vậy, anh hy vọng rằng sau này em sẽ càng nổi tiếng hơn nữa. Và với cái lứa tuổi như em, với cái tài năng như em, thì cái ngành ảo thuật Việt Nam chúng ta nó sẽ vươn ra xa, ra khỏi nước Việt Nam. Em có thể đi trình diễn quốc tế chẳng hạn. Chúc mừng tiết mục diễn ngày hôm nay của em. Tuyệt vời. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn giám khảo Vân Sơn. Em là một trong số ít rồi các thí sinh là giữ phong độ đều từ vòng ngoài đến vào vòng trong đến vòng hôm nay. Em diễn là ít mắc lỗi kỹ thuật. Còn riêng ngày hôm nay thì anh thấy là cái kịch bản, tại vì nó đúng ra là vì mấy em yêu nghề quá, mấy em xây dựng cái bản, mấy em muốn show hết cái kỹ thuật ra, cho nên mấy em hơi tham một chút đó. Cho nên là bây giờ cũng vì cái tâm lý, nếu em vào vòng trong em muốn show hết kỹ thuật để nó mạnh á thì mình phải tính cho kỹ, tức là mình đừng có tham quá. Xin cảm ơn thủ Cao Long. Hôm nay con tạo hình nó nhìn thấy ghê quá. Không kể Vũ Lộc Tiến đẹp trai đâu mất tiêu rồi. Chú có lời khen con
Thứ nhất là con chấp nhận hy sinh để cho mình vô một cái vai của một nhân vật mà con bám vai từ đầu đến cuối luôn, tới cái cuối cùng chui vô giếng luôn con cũng giữ vai. Thì cái đó là chú rất là khen ngợi con. Con có biết tại sao mà cái vòng trước chú tạo điều kiện cho con vô vòng này không? Chú thấy được con còn khả năng để đi tiếp nữa nên chú đã trao cái cơ hội đó cho con. Và hôm nay là con không làm chú thất vọng. Chúc mừng cái bài diễn thành công của con. À, cảm ơn. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nghiêm rất nhiều. Và bây giờ sẽ là tình cảm của quý vị dành cho Vũ Lộc Tiến. Chàng ảo thuật gia 17 tuổi của chúng ta rất tài năng. Chúc mừng Vũ Lộc Tiến. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời số điểm đến từ giám khảo Hoàng Nghiêm. Chú cho con 9,75 điểm. 9,75 điểm đến từ giám khảo Hoàng Nghiêm. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh Vân Sơn không biết là trong mắt anh cái sự hoàn hảo như thế nào ạ? Anh Vân Sơn thì không khó giống như anh Nghiêm. Mặc dù em có mắc những cái lỗi rất là nhỏ, nhưng mà với cái tuổi của em làm được như vậy, anh cho điểm tuyệt đối 10 điểm. 10 điểm đến từ giám khảo Vân Sơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc mừng Lộc Tiến. Cause I'm surrounded by cowards, and I don't give a fuck when I walk in the battle, and that's why I got all the power. I'm who you wanna be, and you an enemy. All of my enemies made the decision, it's better to follow me. I make no apologies, all of my sins I would repeat and I repeat, cause I'ma be me till the death of me. Oh, yeah. I can smell your fear, the only reason that I'm here. Just to recover you. Something about me is making them jealous, so listen and learn. I heard them like cattle, cause I'm surrounded by cowards. And I don't give a fuck when I walk in the battle, and that's why I got all the power. I'm what you wanna be. Thank you.
Xin chúc mừng gặp đôi áo thuật gia Đặng Văn Hoàng Khang và Đặng Thị Thanh Tuyền. Không biết là anh Hoàng Nghiêm có những cảm nhận ra sao ạ? Thứ nhất là phong độ của anh từ đầu đến vòng này vẫn giữ được phong độ tốt. Nói chung là phong độ của anh là càng ngày càng đi lên chứ không đi xuống. Hôm nay tiếc cái là con của anh bé Tiền ấy, nó không có tiết mục diễn, nó ít quá, nó ổn quá. Anh em nghĩ là em nên chọn một cái tiết mục nào đó để cho hai cha con cùng diễn thì nó sẽ hay hơn ạ. Tức là cái bài diễn hôm nay của các bạn là nó có đầy đủ hết. Thấy là cô Thanh Tuyền diễn càng ngày càng cứng hơn, mặt duyên dáng hơn, không còn sợ, không còn gì như lúc đầu nữa. Điều đó là một sự tiến triển rất tốt. Mà phong độ của hai bạn là từ cái vòng đầu tới vòng này vẫn y chang, thế tôi thấy rất tuyệt vời. Mà hai cha con làm thì tôi rất ưng ý. Xin cảm ơn giám khảo Cao Long, xin mời giám khảo Vân Sơn ạ. Em Khang với lại cháu Thanh Tuyền đó, từ vòng 1 cho tới bây giờ vẫn diễn ảo thuật một cách rất cổ điển. Ra là mình là một nhà ảo thuật gia và mình trình diễn không có lồng vào những cái kịch bản như là những bạn diễn trước. Nhưng mà cái hay của Khang với lại cháu Thanh Tuyền là tuy là mình vẫn giữ một cái màu đó, nhưng mà cái phong độ mình vẫn giữ nguyên, mình vẫn có từ vòng này qua tới vòng kia. Nếu mà em bước vào vòng trong và vòng trong nữa thì cái gì sẽ xảy ra? Bao nhiêu những đồ lớn anh thấy em chơi gần hết rồi, thậm chí những cái trò ảo thuật mà anh chưa từng xem lần nào anh cũng đã được xem em trình diễn. Dạ vẫn còn ạ. Vẫn còn. Còn nhiều lắm mà. Dạ còn nhiều. Và em hứa nếu vào bên trong em sẽ làm những tiết mục rất là hoành tráng hơn. Hoành tráng hơn nữa. Dạ sẽ mang đến để phục vụ cho quý vị khán giả xem chương trình truyền hình. Hai cái tiết mục vừa rồi, tức là giữa Lộc Tiến với cả anh Kha, cũng có cái bóng đó, cũng đâm như thế. Thì ông kệ nó nhẹ nhàng cầm từng cái trông đó, nhẹ nhàng đút qua đâm nhẹ nhàng rồi biến mất nhẹ nhàng như thế. Thì trái ngược lại, anh Kha thì lại có một cái cách dũng mãnh, một cái cách nó khắc mà tựa lại cùng một cái trò lớn. Em thích ở cái điểm gì? Nó phải có điểm dứt khoát. Và trong những cái động tác thì anh đã làm được điều đó. Đó là cái sự thành công của anh. Xin cảm ơn giám khảo Ca Tây. Và bây giờ xin mời quý vị cùng nhấc thiết bị lên để chúng ta cùng bình chọn cho cặp đôi ảo thuật gia Đặng Văn Hoàng Khang và Đặng Thị Thanh Tuyền.
Hồ Chí Minh. Quá tuyệt vời. Và tiếp theo đây, hãy giữ nguyên cảm xúc này của tất cả quý vị và đặc biệt là ban giám khảo để chúng ta bước vào phần thi tiếp theo của đối thủ rất nặng ký của Bá Đức, một trong những anh chàng rất nóng bỏng của chúng ta, nóng bỏng từ ngoại hình cho đến tiết mục, đó chính là Trịnh Thắng. Thank you.
Chiến thắng đã hoàn thành phần thi của mình cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ Thiện Phước. Đây là những tiết mục rất ấn tượng trong đêm thi rất quan trọng ngày hôm nay, đêm thi lộ diện. Và bây giờ xin mời ý kiến đánh giá đến từ sư phụ Minh Tân. Theo như anh thấy là từ đầu tới cuối á, Bá Đức á, được vô tới cái dòng như thế này thì anh thấy là mỗi một cái tiết mục của em đều thay đổi rất là phong phú. Còn với Trịnh Thắng đó, em thì mặc dù cái tiết mục em chắc là cũng hay, nhưng mà theo như anh nhận xét thì nó từ đầu tới cuối thì anh thấy nó không có thay đổi gì cái mảng của em diễn. Thành ra thì thôi anh cũng chúc em thành công. Theo Hoàng Nghiêm thì thấy hai cái tiết mục này cái nào cũng hay hết. Bá Đức thì hai dòng với hai cái thể loại khác nhau hoàn toàn. Còn Trịnh Thắng thì dùng lực nhiều nhưng mà hai cái nó cũng chuyên về dây và xích thôi. Anh cũng chúc mừng hai bạn. Không biết là sư phụ Cao Long có những suy nghĩ như thế nào ạ? Tức là nãy giờ tôi nghe các bạn lặp đi lặp lại, các bạn nói là tiết mục của Trịnh Thắng có một màu, thì xin thưa các bạn sai lầm. Mỗi một cái tiết mục của em làm, mỗi một cái loại dây như cái kịch bản hôm nay các bạn thấy là một cái sợi dây xích để nó dằn co, dằn xé để làm trong kịch bản, nó là một cái động tác đó. Em nó phải tập riêng cái đó, có những cái động tác nó cứng mình phải tập riêng. Mà chỉ có trong nghề xiếc thì mới hiểu được thôi. Mà trong một diễn viên xiếc thì tôi cũng đã từng xin thưa các bạn rồi, một em học ở trường xiếc ra chỉ có 4 năm thôi. Coi như một tiết mục được đào tạo tốt nghiệp rồi có thể diễn suốt cả đời. Mà trong cái chương trình kỳ tài lộ diện này tôi thấy các em rất chịu khó tập. Các em ra được những tiết mục mới để cống hiến được cho chương trình chúng ta. Điều đó là tôi hết sức quan hệ chạm đến trái tim của tôi. Còn điều thứ hai về các bạn Bá Đức. Bá Đức là có nhỉnh hơn chút xíu. Có nghĩa là mỗi một dòng là Bá Đức thể hiện rõ mỗi một cái khác nhau. Nhưng ở đây cái tiêu chí của chương trình chúng tôi đã làm từ đầu là chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái tiềm năng của diễn viên đi đến đâu, theo chúng tôi cái cuộc hành trình này đến đâu. Cho nên ai ở lại ai đi, tôi thấy hai bạn cũng đều vinh hạnh hết. Một lần nữa tôi xin chúc mừng hai bạn. Xin cảm ơn sư phụ Cao Long. Xin mời giám khảo Vân Sơn ạ. Anh muốn hỏi Bá Đức, em đã biết Trịnh Thắng lâu chưa? Ở bên ngoài em biết Thắng là bạn thân với nhau. Biết nhau bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em biết nhau được 13 năm rồi. 13 năm rồi. Hai em người nào cũng tài giỏi, người nào cũng có đầy đủ khả năng để bước vào vòng trong.
Trịnh Thắng đó giống như là một thiên dương ở trên trời vậy đó. Còn Bá Đức á, em như là một vị vua dưới đất vậy đó. Tất cả những cái gì mà trên trời mà bay đua là Trịnh Thắng tuyệt vời. Còn những cái gì mà ở dưới đất á là Bá Đức cũng tuyệt vời không kém. Ở đây cái dòng này là cái dòng mà hai em đối đầu với nhau và hai em là bạn thân với nhau. Đây là kịch tính. Ngày hôm nay hai em mặc dù là sẽ đi tiếp vào vòng trong hay không, nhưng mà tên tuổi của Trịnh Thắng, tên tuổi của Bá Đức, tài năng của hai em, tất cả những cái gì thể hiện trong những vòng trước cho tới bây giờ, nó sẽ mãi mãi đi vào lòng của khán giả Việt Nam của chúng ta khắp mọi nơi. Anh muốn tụi em thật là vui vẻ. Đây là cuộc chơi ha. Thành ra tụi em không có ngại gì khán giả nói Trịnh Thắng thua hay là Bá Đức thua, không ngại chuyện đó. Mà tài năng của tụi em khẳng định ngay trong giờ phút này, chứ không phải là đến cuối cuộc thi mới khẳng định được tài năng của tụi em. Vỗ tay cho hai tài năng quý giá của Việt Nam chúng ta. Và bây giờ với bảng xiếc công năng, ai sẽ xuất sắc nhất để đại diện cho tất cả các nghệ sĩ bước vào đêm chung kết cùng với Kỳ Tài Lộ Diện 2017 sẽ được quyết định bởi tổng số điểm của cả hai đêm thi, đó chính là đêm thi đối kháng và đêm thi lộ diện. Tổng số điểm của cả hai đêm thi, một nghệ sĩ được 58,5 điểm, một nghệ sĩ được 59 điểm. Xin chúc mừng nghệ sĩ Bá Đức đã bước vào đêm chung kết của Kỳ Tài Lộ Diện 2017. Và như vậy Bá Đức được 59 điểm tổng điểm sau hai đêm thi đấu. Và cũng chúc mừng cho nghệ sĩ Trịnh Thắng được 58,5 điểm cùng với rất nhiều tình cảm của quý khán giả dành cho Trịnh Thắng. Thưa thì mình cũng xin cảm ơn chương trình đã tổ chức cho anh em nghệ sĩ ảo thuật và xiếc có một chương trình, một cái game mà tham gia giao lưu học hỏi lẫn nhau. Cảm xúc của mình thì cũng hơi buồn, tại vì mình kỳ vọng cũng được muốn vào thật sâu, nhưng mà bạn Đức bạn xứng đáng hơn nên thì mình cũng mừng cho bạn ấy. Trịnh Thắng không được vào chung kết nhưng mà mong khán giả trên màn ảnh nhỏ thì có thể ủng hộ Trịnh Thắng trong suốt con đường Trịnh Thắng biểu diễn nghệ thuật. Và sau đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng quay trở lại với những anh chàng ảo thuật gia rất điển trai, và đặc biệt với đôi tay khéo léo của họ đã chinh phục được bao nhiêu trái tim của các fan nữ từ đầu chương trình đến giờ. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp thi đấu của bảng trò khéo ở vòng lộ diện. Anh ơi, anh đâu rồi trời? Anh đây nè. Anh đang đọc sách. Anh đang nghiên cứu món thọ nướng ngon lắm em. Ủa chứ không phải bỏ em hả? Sao bỏ em được? Phải bà. Rồi anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày kỷ niệm của mình phải không? Đúng không? Anh hứa anh làm gì cho em? Đã bánh cho mang phải không? Vậy là đồ đâu? Anh chuẩn bị chưa? Từ để chứ. Đây. Coi bộ cũng biết điều á. Nè em đi nha. Rồi. Anh giỡn nữa cho em. Thôi đừng giận mà đừng giận. Thôi mình khoan làm bánh ha. Anh có cái này cho em xem hay lắm. Yeah. Ai à, đây là nước của mình ha. Ok mình đổ nước vô nha. Làm sao có nước? Vậy mới hay chứ em. 1, 2, 3. Giỏi quá ta. Ây da, nước này ngọt lắm á. Thử nha. Ngon. Ok, anh đổ qua đây cho em nha. Hai. Ủa? Hết rồi. Ừ.
thêm một lần nữa nha. Wow. Yeah. Ok, làm tiếp nè. Mà anh còn trò gì nữa không? À, anh có cái kẹo này thơm lắm nè. Đây nè, đây nè. Đó, thơm lắm. Không được ăn. Cái này đi, ngửi thôi. Em thả vô đây đi. Thả nha. Ok, thả. Wow. Đợi nữa nha. Hỏi lần nữa nào. Giỏi. Ok, để thả đi, thả này, thả vô. Thả vô nữa hả? Ừ. Đưa tay ra. Yeah. Hey, bộ bông hoa của em mới làm phải không? Anh coi coi. Thôi, hoa của em tắm từ sáng tới giờ mà. 2, 3. Yeah. Vậy mới đẹp chứ đúng không? Yeah. Làm hôn hết hoa của em bắt đền anh. Thôi đẹp không? Thì có đẹp. Đương nhiên rồi. À quên, hôm nay là mình làm món thỏ nướng mà ta. Ôi thỏ rồi ta. Anh có mang theo thỏ đâu không? Nè, anh có mang theo thỏ nè. Anh lấy cái này để nướng á hả? Đâu hả? Đó mà. Ok. Bỏ vô đây nè. Bỏ vô. Không tin được. Bỏ vô đi. Nướng nha. 2, 3. Trời ơi, dễ thương quá à. Em con nha. Ok, o này em làm được. Dễ thương à. Hay à, gì á? Thì nướng ăn. Thôi, con họ dễ thương mà. Vậy không nướng phải không? Không. Để cho dí em nha. Yeah. Chúc mừng khán thính giả, phú quý đã hoàn thành được phần thi của mình với phần thể diễn của diễn viên Thanh Dung. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một trận pháo này để chúc mừng cho Nguyễn Anh Tú đã hoàn thành được phần thi của mình với phần thể diễn rất là đáng yêu và dễ thương của bé Gia Huy và bé Xuân Nghi. Xin mời ý kiến đánh giá đến từ giám khảo đại diện cho bảng trò khéo, đó chính là ảo thuật gia Ca Tây. Trung Quy, lúc này đã vào đến cái vòng này rồi cũng đã rất là xuất sắc rồi. Thực ra để một em đi mà em ở lại thì bản thân chính Ca Tây cũng đây cũng cảm thấy nó rất là khó. Rất khó xử vì hai bạn trình độ về chuyên môn rồi mọi thứ về hình thức, phong cách của các bạn tương đối là tốt. Những cái vòng đầu thì Ca Tây cũng đã góp ý cũng như là tư vấn cho các bạn rồi. Xong hai cái vòng này, đã đến vào cái vòng này rồi thì là Jicky em có nhỉnh hơn một chút xíu về những trò diễn, ý tưởng như thế. Còn anh Tú thì vẫn trong này em vẩn làm tốt, em vẫn đẩy được những cái trò của em. Cấu kết của bài diễn của em từ đầu đến cuối vẫn ok, mọi thứ ok. Nhưng mà anh cũng cảm thấy là nó cũng còn hơi thiếu một cái chút gì đó ở trong cái bài diễn cuối này. Dù sao chăng nữa thì anh cũng chúc hai em sẽ phát triển hơn, cố gắng sáng tạo hơn nữa, sẽ phải làm những cái gì thành công hơn nữa. Nhưng mà anh thấy là cái tiết mục vừa rồi giữa anh Tú và Phú Quý á, thì nó có một cái chênh lệch ở chỗ luôn. Cái vừa rồi á, thì anh Tú thể hiện cái sự mượt mà, nó đỉnh đạt hơn.
và Ricky á, thì em lại có thiếu một chút gì đó để cho khán giả chờ đợi về tiết mục ảo thuật. Nhưng ngày hôm nay lại trở lại một lần nữa thì em lại cho khán giả nhìn thấy được là em đem vào một cái nội dung nó phải nói là nó quá tuyệt vời đi. Anh rất là thích. Nói thật với ngày hôm nay mà những ai mà cảm thấy mà những gia đình mà chúng ta, những người đàn ông mà soái ca chúng ta mà chưa làm được những gì cho gia đình đó, chúng ta nhìn thấy Ricky và chúng ta nhìn thấy Phú Ý ngày hôm nay ấy, thì chúng ta cảm thấy rất là tự hào và chúng ta muốn gia đình ta luôn luôn được tràn đầy hạnh phúc như vậy. Nhưng mà riêng cá nhân con Sơn đó thì Sơn thấy như thế này, Phú Ý, Ricky thì em thực sự khéo léo. Còn đối với lại em Tú, anh cực kỳ thích cách diễn của em, gương mặt thật tỉnh, thật lạnh lùng, thật nhẹ nhàng, thật duyên dáng, thật điềm tĩnh phía ngoài, nhưng mà anh biết tất cả đầu óc của em, tay chân của em, tất cả mọi thứ nó hoạt động nhanh kinh khủng để mà em không có thể nào mà em lộ hàng. Em không có khán giả thấy em lộ hàng. Đó là cái điểm hay của em. Riêng về cái kịch bản ngày hôm nay đó thì anh Sơn thích Ricky hơn. Tại vì qua hình ảnh của Ricky đó, anh Sơn thấy anh Sơn trong đó. Dạ, thương vợ, chiều vợ và sợ vợ. Thương vợ, chiều vợ, ở nhà nấu ăn cho vợ thôi, không có sợ vợ. Vợ mình... Lỗi của em. Hai em nó có một cái là hai cái lối diễn hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở đây anh cần là anh cần cái sự đột phá, anh cần cái sự sáng tạo. Cho nên là hai cái bài diễn tuần rồi tuần này là thí dụ như là ở bên Ricky á, là em có được cái sự năng động, một cái sự tuổi trẻ, em chấp nhận, em dám khám phá, em dám vượt qua chính mình để em làm được những cái trò diễn của em, làm cái bài diễn của em. Còn riêng anh Tú, em chững chạc cái lối diễn của em, mỗi người có cái lối diễn khác nhau. Cho nên trong vấn đề này anh cũng nói thật luôn, anh đang cần cái sáng tạo. Nhưng riêng anh Tú thì ở trong đó đó, một cái góc khuất nào đó anh nhìn vô đó, nó vẫn còn, em vẫn còn, nó nằm ở trong cái dòng lẫn quẩn. Cho tới cái dòng này thì anh cũng nói thật là bây giờ nó có những cái cuộc thi mà bây giờ các em ai show được tài năng chúng ta nhỉnh hơn một chút xíu thì người đó sẽ tiếp tục. Anh cũng mong rằng hai em ở cái sân chơi này, hai em rút được một cái kinh nghiệm để trưởng thành lên từ cái sân chơi của chương trình Kỳ Tài Lộ Diện. Tôi mong rằng bạn nào ở lại cùng đồng hành với chúng tôi, hãy hứa với tất cả chúng tôi ở đây, các bạn sẽ cống hiến cho khán giả của đài truyền hình những tác phẩm tuyệt vời nhất vào trong đêm quán quân. Xin cảm ơn sư phụ con rất nhiều. Và bây giờ trên tay Hoài Đa Bơ chính là tổng số điểm của cả hai ảo thuật gia Ricky Nguyễn, Nguyễn Phú Quý và Nguyễn Anh Tú. Với bản trò khéo vào vòng thi cuối cùng này của bản trò khéo, ai sẽ lộ diện ở đêm chung kết? Một nghệ sĩ nhận được số điểm là 57,5. Nghệ sĩ còn lại chính là 57,75 điểm. Chúc mừng cho Nguyễn Phú Quý, Ricky Nguyễn. Bạn sẽ là người chiến thắng tại vòng thi đấu lộ diện này. Và cũng một tràng pháo tay để cảm ơn cho ảo thuật gia Nguyễn Anh Tú. Thì qua 4 vòng vừa rồi, Tú cảm thấy mỗi vòng thì Tú có được những ý kiến của các ban giám khảo chuyên môn, thì cảm thấy là mình được sự góp ý rất là tuyệt vời. Và mỗi vòng Tú đều thay đổi về bản thân của mình và những bài diễn của mình đều mới cả. Thì những lời ban giám khảo góp ý của mình thì mình xin cảm ơn tất cả những ban giám khảo chuyên môn đã góp ý cho Tú. Mình và Ricky Nguyễn thì cũng rất là thân anh em trong bộ môn ảo thuật này. Thì Ricky Nguyễn vào thì mình cảm thấy rất là vui vì đây có thể là một bước đột phá dành cho ảo thuật. Và mình cũng xin chúc cho Ricky Nguyễn hãy đột phá và hành quán quân để mọi người có thể nhìn về ảo thuật ở Việt Nam như thế nào. Cố lên Ricky Nguyễn. Quý vị khán giả thân mến, và ngay sau đây sẽ là cặp đấu của bảng đường phố. Ngay sau đây sẽ là một trong những phù thủy ảo thuật gia của Việt Nam chúng ta, Nguyễn Phương. Ảo thuật gia con gái. Lơ. Giới thiệu đâu ạ? À? Đi bên này mà không chạy bên kia là sao vậy? Anh Nguyễn Phương, ngày hôm nay chúng tôi đã thấy được anh thiết kế rất nhiều bộ bài với những con bài ở trên đây. Liệu chăng đây là một trong những sở trường để anh thuyết phục được ban giám khảo?
hôm nay Nguyễn Phương sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng những bộ bài khi mà Nguyễn Phương cố tình đặt trên này, từ bộ bài lớn, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng Nguyễn Phương không diễn bài. Bây giờ nhờ MC kinh ra kịch kinh ngẫu nhiên của Phương Nguyễn Phương. Ngắt này là gọi là kinh hành. Chính xác. Hôm nay là một buổi thi có thể nói là rất là gay cấn, tại vì đối thủ Nguyễn Phương biết là một người cũng rất là tài năng, không bao giờ xem thường đối thủ cả, rất trân trọng bạn đấy. Nhưng hôm nay hai chúng tôi chỉ có một người vào thôi, vì vậy hai người chúng tôi sẽ bung ra hết những khả năng và sở trường của mình. Vì vậy lần này Nguyễn Phương sẽ bung ra hết những kỹ năng của mình. Bây giờ trên này là những bộ bài kinh ra, tương tự nó sẽ có 5 tấm bảng. Nguyễn Phương sẽ đón một trong ba tụ này, chỉ tụ nào Nguyễn Phương sẽ cầm lên cân nhắc để mà phán đoán nó cân nặng bao nhiêu. Đây là một trong những cái kỹ năng gọi là phân đoán được những cân nặng của bộ bài, nếu chúng ta cân tiền biết bao nhiêu. Nào bây giờ xin mời giám khảo Katai ạ. Số 3. Ok. Em xin mời anh Vân Sơn ạ. Anh có số 1. Số mấy ạ? Số 1. Dạ số 1. Vâng, còn một tụ nữa. Em xin mời anh Hằng Nghiêm. Anh chọn số 2. Vâng, số 2. 1, 2, 3, đến từ ban giám khảo. Bây giờ Nguyễn Phương sẽ cân đối và xem. Như vậy anh Nguyễn Phương đang thần giao các cảm xem có bao nhiêu lá bài ở tụ số 1 mà Hoàng Rapper vừa mới bóc lên. Rất căng thẳng quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng kiểm chứng lại nhé. Xin mời. Cảm ơn Nguyễn Phương. Rất hồi hộp. Đây chính là tụ bài số 1 với sự lựa chọn của giám khảo Vân Sơn. Và dự đoán của anh Nguyễn Phương là 17 lá. Quý vị đếm cùng Hoàng nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yeah! 17 lá bài đến từ tụ số 1 của giám khảo Vân Sơn. Với tụ số 2, tụ bài số 2 đến từ sự lựa chọn của giám khảo Hoàng Nghiêm, ảo thuật gia Nguyễn Phương đã dự đoán là 21 lá bài. Và bây giờ chúng ta cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yeah. Yeah. Số hay gì trời. Và bây giờ sẽ là tụ bài số 3 đến từ sự lựa chọn của giám khảo Ca Tây và sự dự đoán của anh Nguyễn Phương là 26 lá bài. 1, 2, 3, để khoan 4. Anh muốn cân lại không anh? Thực ra Nguyễn Phương đang phân vân giữa hai con số này.
Vương Thịnh xóa kết quả. Vâng, và quyết định thay đổi lựa chọn của mình. Vâng, đối tượng Nguyễn Phương. 23. Xin mời. 23 lá bài đến từ sự lựa chọn của giám khảo Ca Tây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dạ, chương trình này thật sự nếu như mà Nguyễn Phương có gì đó sai thì mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho Nguyễn Phương. Tại vì trong lúc phán đoán thì có thể là đúng, có thể là sai. Nào, anh tiếp tục, còn lại những lá cuối cùng. Vậy thôi đó, người ta đang đếm sùng, tự nhiên anh làm đứt mạch cảm xúc của em. Và bây giờ, sau 20 lá bài, sẽ có 3 lá hay 6 lá xuất hiện đây quý vị. 23 lá bài. 23 lá bài. Như vậy anh Nguyễn Phương đã đưa ra sự lựa chọn của mình chính xác ở cả 3 tụ bài bốc ngẫu nhiên và qua sự lựa chọn của 3 vị giám khảo. Nguyễn Phương sẽ mời một người đến đây. Nguyễn Phương thi là thể loại ảo thuật đường phố, cho nên Nguyễn Phương xin mời một người liên quan đến về bộ môn ảo thuật đường phố. Xin mời ban giám khảo Nguyễn Thanh. Xin mời. Ở trên đây á là những lá bài có hai mặt. Mặt hình. Mặt thứ hai là mặt số. Phương đánh số từ con số 1 đến số 50. Ví dụ quay cho thầy để thấy ha. 27 nè, 9 nè, 3 nè, 30 nè. Đấy, tức là Phương đánh ngẫu nhiên từ 1 đến 52 lá bài như thế này. Được chưa? Được. Rồi, bây giờ Nguyễn Thanh chỉ vô một lá ngẫu nhiên. Rồi, chỉ lá này. Rồi, ok. Lấy ra không? Lấy ra, đó là số 1 luôn. Đây, số 14. Rồi, khỏi kỹ năng ha. Mình để cho dễ thấy. Đây là số 44. Hai con số 4 này rất là đẹp. Phương mạn phép để con số 44 này đặt ở đây. Và một cái phần thứ hai nữa, mặt hình. Đó, mời anh chỉ giúp em một lá bất kỳ. Rồi, đây. Lá này đúng không ạ? Cảm ơn anh. Đây. Và anh đã chỉ vô lá này. Duy bích. Con duy bích. Mặt lưng là số 44. Mặt hình là con duy bích. Đây mà là một trong những tiết mục mà Nguyễn Phương tâm đắc nhất. Cho anh đừng nói là anh treo con 44 lên trên đi kia nãy giờ nha. Đây là một tiết mục mà Nguyễn Phương rất là tâm đắc. Và trong này Nguyễn Phương đã có ghi sẵn một con số rất là đẹp. Xin lỗi quý vị. Chắc là... Dạ. Dạ, cảm ơn tiết mục. Cảm ơn Nguyễn Thanh rất nhiều. Xin mời bà chọn. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Thanh rất nhiều đã có phần trợ giúp cho thí sinh Nguyễn Phương. Và đây mới là phần trình diễn của Nguyễn Phương trong ngày hôm nay. Và đây. Số 44 mặt lưng của đó là thế là... Wow! Và con số duy nhất đây, nó sẽ làm cái gì đây? Số 18 quý vị ơi! Rất bất ngờ! Xin cảm ơn rất là nhiều ạ! Và tiết mục của ảo thuật gia Nguyễn Phương đã kết thúc. Một tràng pháo tay dành tặng cho Nguyễn Phương. Vì chào tất cả quý vị ở đây. Tại sao ảo thuật đường phố chúng ta càng ngày càng đi xuống? Mình nói thật, nói gay là đợt này là mình nói thật. Tại vì có đôi lúc các bạn đường phố, các bạn diễn rất là dài. Còn hôm nay Duy sẽ diễn những cái gì mà ngắn gọn nhất. Và các bạn giống như bạn ở đây. Tôi sẽ cho bạn thấy ngắn gọn là như thế nào. Gần các bạn nhất và các bạn nhìn thật tập trung. Ảo thuật là gì? Là thật. Có và không. Tôi đút vào tay đây này, tôi búng nhẹ một cái. Nó nhảy trong túi áo. Tốc độ bàn tay nhanh. Quay lại đây, nó chạy lại bàn tay. Các bạn nhìn thấy không? Không nhìn thấy đúng không? Tại vì nó quá nhanh. Bây giờ tôi review lại, nó thật chậm. Các bạn nhìn này, đút vào tay. Bạn nhìn chậm nhá. Nó chạy túi áo. Rõ ràng đúng không? Gần nghe bạn. Nó đã chạy túi áo. Đúng không? Vậy nó nằm đâu? Nó nằm trên ngang tóc bạn.
Bây giờ bên mày nữa, tôi sẽ diễn ở bên này thật chậm luôn. Bạn nhìn nhá, ngay tay của tôi đây, tôi nhét đây, từ tay bạn nhét rồi, nhét rồi đi bạn, đúng không? Nó nằm ở đây, các bạn nhìn kỹ này, tay này không có gì, mất, nó chạy trong túi áo. Bây giờ tóc của bạn đúng không? Tóc của bạn là một sợi tóc, bạn kiểm tra đây là phải sợi tóc không? Đúng không? Một sợi tóc. Bạn mở tay bạn ra. Bạn đứng ở đây. Bạn đứng ở chỗ này đúng không? Tôi cho các bạn nhìn thấy bạn nắm tay lại, đúng không? Bạn đi cảm giác sợi tóc không? Bạn mở tay chậm ra, mở thật chậm ra. Tôi ngắt tay ra này, bạn nhìn kỹ này. Bây giờ vừa nãy tôi cũng thấy các bạn, nhiều các bạn diễn bài đúng không? Hôm nay Duy sẽ có một bộ bài. Bộ bài Duy sẽ kênh làm nửa. Em mời anh Vân Sơn chỉ bất cứ một bạn nào. Anh chỉ bất cứ một bạn nào ở trong sân khấu đây này. Em lấy nửa. Em thung sập. Em đó, lên luôn. Trong này có nửa bộ úp và nửa bộ ngừa. Em cầm nửa bộ ngừa, em xào lên. Xào công bằng lên. Công bằng cho quý vị nhìn thấy. Đúng không ạ? Vì Duy sẽ lấy nửa bộ úp, nửa hai bộ bài chè vào nhau. Rồi gì kênh nha. Bạn lựa bất cứ lá nào, tùy bạn. Bạn đưa vào túi của anh Văn Sơn. Đừng cho tôi nhìn thấy. Và chỉ một mình anh Văn Sơn lựa bạn. Nhìn thấy. Rồi. Anh Văn Sơn có thể nói luôn cái lá bài của anh ấy. Anh nói cho em nghe luôn. Dạ. Át chuồn. Át chuồn đúng không anh? Em sẽ nhét vào giữa bộ bài. Anh nhìn thật chậm. Đúng không? Ok. Búng cái này, nó nhảy lên đầu. Nó nhảy lên đầu. Wow. Bây giờ tự tay anh nhét vào. Tự tay anh nhét vào. Em lắc nhẹ nữa. Nó nhảy lên đầu. Đúng không? Bây giờ chậm lần nữa nha. Anh nhìn kỹ nha. Hay là nguyên bộ bài của mình là ách chuồng không? Anh nhìn rất là nhiều bá. Anh lấy một lá bất kỳ. Lá nào được? Ách cơ. Ách cơ. Anh thấy khác không? Rõ ràng là không phải là ách chuồng đúng không? Đúng. Bây giờ em sẽ giải bộ bài ra nhé. Anh nhìn chậm. Giải tại chỗ này. Anh lấy một lá. Rồi. Đây lá tự anh chọn đúng không? Anh có thích lá bài đó không? Thích. Con gì ạ? Sáu cơ. Sáu cơ đúng không anh? Anh nhìn kỹ nhá. Ô. Em tặng anh một bức hình phải con sáu cơ không anh? Wow! Vân Sơn cầm lá sáu cơ. Tiếp mục của Việt Duy đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vô tới cái dòng lộ diện này đó thì thật sự Nguyễn Phương và Việt Duy, hai em tài năng của tụi em là chứng minh từ tới giờ là không có ai mà không công nhận được tài năng của tụi em hết trơn á. Thật sự cái duyên dáng trong cách diễn thì Nguyễn Phương có cái duyên dáng, em tạo được cái niềm vui cho khán giả. Nhưng mà anh Sơn thấy vậy, trong cái nghề của anh Sơn á thì á, mình nên gạn lọc nó. Cái gì hay vui mình giữ, cái gì nó dài lê thê nhây cắt bỏ. Em diễn những tiết mục sau này á, em bị nhây quá, em bị nhằn nhằn khán giả tùm lum la rồi em đi chơi cái đó là cái gì, cái đó là cái làm cho mất thời gian và khán giả mất tập trung vô cái biểu diễn kỹ thuật của em. Mặc dù cái tài năng của em không ai mà chối bỏ được, Nguyễn Phương là một phù thủy về ảo thuật đường phố của Việt Nam mình mà, đúng không? Còn riêng Việt Duy, tuy là em không có thường đi trình diễn, nhưng mà từ vòng đầu cho tới bây giờ em vẫn giữ vững một phong độ độc đáo, ngắn gọn, xúc tích. Tuy là cái này là em làm hình của anh Sơn. Em làm hình của anh Sơn cầm lá bài sáu cơ, em mang lên tới đây, anh Sơn cố gắng suy nghĩ coi em làm như thế nào mà tới bây giờ vẫn chưa suy nghĩ ra. Lý do này sao? Lý do là tại vì em nhanh, ngắn, gọn, dứt khoát, làm cho người ta không chịu suy nghĩ. Riêng về phần trình diễn của hai em ngày hôm nay, nếu như mà để bằng cân đông đo đếm đó
thì anh xin lỗi là anh phải chọn Việt Duy. Việt Duy hôm nay xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá của giám khảo đường phố Nguyễn Thành. Thành xin đánh giá tiết mục của Việt Duy và Nguyễn Phương như sau. Thì giữa chúng ta là một nhà ảo thuật chuyên nghiệp, chúng ta không thể phân định được vai vế ai hơn ai cả. Việt Duy với một cái bài diễn xúc tích ngắn gọn đem đến cảm xúc liền. Và cái Nguyễn Phương thì thật ra Nguyễn Thành rất là thích cái cách diễn của Nguyễn Phương. Khi Nguyễn Phương luôn luôn xuất hiện ra là luôn luôn gây một cái hiệu ứng tốt với khán giả, là mọi người luôn luôn cuốn theo Nguyễn Phương, luôn luôn lắng nghe Nguyễn Phương nói, luôn luôn phải hào hứng với những câu nói vui và đầy nghệ thuật của Nguyễn Phương. Nhưng hôm nay cái sở trường của Nguyễn Phương ngày hôm nay nó bị sử dụng nó không đúng. Các anh nghĩ là không có cái sai cái đúng. Điều quan trọng là các bạn chọn cái trò đó, cái bài diễn đó nó phù hợp với ở cái hoàn cảnh nào, nó ở một cái địa điểm nào thì nó sẽ tốt hoặc nó sẽ thành công. Chứ nói như cái trò của Nguyễn Phương hôm nay không phải là thất bại. Ca tay chỉ có lời vậy thôi. Xin cảm ơn giám khảo ca tay rất nhiều. Và bây giờ xin mời sư phụ Cao Long đưa ra phần nhận xét của mình dành cho cả hai ảo thuật gia. Trong ngày hôm nay tôi nói thật vậy là hai bạn diễn hai cái trích khác nhau, nhưng cái trích của Việt Duy ngắn gọn xúc tích đánh nhanh, quan trọng nhất là cái chiến thuật của các bạn, đây là cuộc thi. Còn Nguyễn Phương anh rất tiếc về em, anh rất kỳ vọng về em, nhưng mà vì em bị sa đà vô cái chuyện đó quá, em sa đà vô đó khi cái chiến thuật em đánh ra em không đúng cái chiến thuật của em của ngày hôm nay, anh rất tiếc về em. Tức là cái chiến thuật của nay em đi hoàn toàn nó sai lầm, coi như đổ vỡ hết. Thôi chúc mừng hai bạn. Xin cảm ơn giám khảo Cao Long. Và trên tay hội bơi chính là tổng số điểm qua hai đêm thi đấu đối kháng và lộ diện của cả hai ảo thuật gia trong bảng đấu đường phố. Một ảo thuật gia được tổng số điểm của hai đêm thi là 57,5. Ảo thuật gia còn lại có tổng số điểm qua hai đêm thi là 58,75. Với khoảng cách như vậy, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với một ảo thuật gia và chúc mừng ảo thuật gia còn lại bước vào đêm chung kết của kỳ tài lộ diện 2017. Xin chúc mừng cho ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy đã bước vào vòng chung kết của kỳ tài lộ diện 2017. Và một tràng pháo tay thật là lớn để cảm ơn và nói lời tạm biệt với ảo thuật gia Nguyễn Phương. Cũng thấy rất là vui. Vui vì Nguyễn Phương đã thể hiện hết những cái gì mà Nguyễn Phương cần làm, và Nguyễn Phương cảm thấy hài lòng về cái bài diễn của mình ngày hôm nay. Phương và bạn Việt Duy thì thôi thì ai vào thì cũng được. Phương, nếu mà Phương mà may mắn tí xíu thì Nguyễn Phương bước vào vòng trong thì Nguyễn Phương đã chuẩn bị cho mình một bài diễn. Thì chỉ tiếc cái là bài diễn đó của Nguyễn Phương chưa được thực hiện ở chương trình kỳ tài lộ diện để mà cùng thi thố với tất cả những anh em trong những cái bạn khác. Ngay sau đây sẽ là cặp thi đấu ở bảng đấu đồ lớn. Lời nói đầu tiên cho Kha gửi lời chào đến quý ban giám khảo, quý vị khán giả trong trường quay, quý vị khán giả đang xem chương trình kỳ tài lộ diện với lời chào kính trọng và thân thương nhất. Quý vị thấy rằng bên trên có một chiếc hộp. Trên chiếc hộp sẽ có 16 lưỡi dao. Gắn kết giữa 16 lưỡi dao sẽ là một cọng dây. Và bây giờ Kha sẽ bị khóa tay lại và đưa đầu bên trong chiếc hộp này. Chìa khóa của hai ổ khóa này sẽ được bỏ trộn lẫn với những chìa khóa giống hệt những chìa khóa này. Nếu sau 80 giây Kha không thoát khỏi được chiếc hộp này thì những lưỡi dao sẽ rơi xuống. Tiếp mục này Kha muốn mời một quý vị khán giả trong trường quay này, bạn nào cũng được, lên đây để khóa tay Kha lại, khóa nó hợp lại và trộn lẫn những chìa khóa này vào bên trong chiếc đĩa như thế này. Cảm ơn mời bạn áo xanh nha. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Bạn sẽ lấy những chìa khóa trong này, mở ổ khóa kia xem những chìa khóa này có mở được hai ổ khóa kia không. Rồi. Những chìa khóa này không mở được hai ổ khóa kia. Bởi vì hai chìa khóa duy nhất mà mở được hai ổ khóa kia nó đang nằm ở đây. Thank you.
và mình sẽ nhờ bạn cầm hai ổ khóa này, hai chìa khóa này. Mình sẽ quay lưng đi, bạn sẽ bỏ bên trong chiếc đĩa này trộn lẫn với những chìa khóa giống như chìa khóa này. Cảm ơn bạn. Việc tiếp theo nhờ bạn như thế này, bạn sẽ khóa tay của mình lại nhé. Và bây giờ sẽ khóa nó phòng lại. Và bây giờ Kha sẽ có 80 giây để giải thoát. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Thank you.
Một trong những áp lực rất lớn để đối thủ của hai cha con sẽ phải đối mặt, đó chính là ảo thuật gia Vũ Lộc Tiến. Alo, tao đang giữ bạn gái của mày. Nếu mày muốn còn nó còn nguyên vẹn thì mày hãy mang 2 tỷ tới đây ngay cho tao ngay lập tức. Đâu có tiền này cơ? Sao mày dám? Giết nó cho tao. Chết tao. Mày thấy chưa? Mày thấy bạn trai của mày chưa? Mày khá lắm. Chết nó chưa? Mày nhìn đi. Rồi đàn em tao xử nó. Mày tính làm gì? Hay lắm. Cho mày một hà nè. Tao chưa? Không cái gì. Rồi mày sẽ sớm gặp nó thôi. Làm đi. Thật thưởng nè em. Thích nào?
Nhìn đi, mày nhìn kìa. Để tao. Để tao cho mày thấy. Dạ dắt tiêu của mày đi. Đi vô. Thì tôi tưởng tượng đây là một cậu học trò 17 tuổi với thân hình học sinh này, nhưng mà cậu ấy đã trình diễn mà không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể trình diễn được. Một tràng pháo tay dành cho Vũ Lộc Tiến. Và kính thưa quý vị, Vũ Lộc Tiến đã vượt qua được rất nhiều nguyên tắc, nguyên lý về vật lý, toán học, thậm chí là y học. Anh ấy đã khiến cho chúng ta có một cái cảm giác ảo giác lên đến đỉnh điểm. Và bên cạnh đó, với giờ phần trình diễn rất là ngây thơ vô tư của anh ấy, anh bắn anh cũng cười, anh đánh lộn anh cũng cười, ông kia ông chưa móc súng ra anh giơ tay chứ anh cười. Một tràng pháo tay nữa dành cho Vũ Lộc Tiến ạ. Rất xứng đáng với độ khó tại vòng thi gần cuối này của chúng ta, vòng thi lộ diện. Và ai sẽ đại diện cho bản đồ lớn bước vào đêm chung kết của kỳ tài lộ diện 2017 đây? Đầu tiên xin mời giám khảo Hoàng Nghiêm đưa ra sự khó xử của mình. Em chắc chắn anh rất khó xử đúng không ạ? Và cái cách dàn dựng biểu diễn cũng như là cái chất xám bỏ trong cái kịch bản cũng như là cái cách diễn của Tiến cũng quá là nhiều. Còn phần anh Kha thì quá đỉnh đạt rồi. Anh Kha là một trong những người ảo thuật mà đồ lớn á, từ xưa đến giờ ảnh làm đòn mà ảnh có rất là nhiều khả năng, cũng rất là nhiều đồ nghề. Bây giờ khó xử lắm, chọn ra một cái tiết mục để đi tiếp thì rất là khó. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nghiêm rất nhiều. Còn anh Ca Tây ạ? Em nói về Lộc Tiến trước đi. Trước hết thì anh phải cảm phục cái tài của em, cái khả năng, cái máu lửa của em, cái sức sống của em, cái đam mê của em nó bốc cháy. Em có 17 tuổi thôi mà em đã làm được cái điều đó. Thực sự bản thân anh này, nếu 17 tuổi như em thì lúc ấy anh cũng chưa biết làm được một cái gì. Để mơ được như em đó là một điều thật sự cũng không có trong mơ nữa. Còn về anh Khang, em nghĩ rằng là tất cả các thuật gia chuyên nghiệp
hôm nay có coi anh diễn cũng phải quay lại và nhìn lại, họ hỏi anh rất nhiều. Cho nên là hai tiết mục này thì thực sự thì phải nói là cân não, để giá như ví dụ như là có đặc cách gì đó hay là đưa hai cái tiết mục vào trong thì đó là điều Cảm ơn anh rất nhiều. Yeah. Thực sự mà nói đó, đây là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Một người thì rất là classic, một người rất là cổ điển và một người rất là tân thời. Thì khi mà đối đầu với nhau, đối kháng với nhau trong vòng này đó thì mỗi người một màu, mỗi người một vẻ. Thấy không? Lộc Tiến thì em đã mang đến cho khán giả ngày hôm nay những sự bất ngờ và toàn bộ trường quay lúc đó anh Sơn thấy đứng dậy vỗ tay cho em. Nhất là cái màn cuối cùng mình cắt người làm hai. Còn Hoàng Khang và cháu Thanh Tuyền ngày hôm nay, anh thật sự khâm phục. Cái trò đầu tiên là cái trò mà em đúc đầu vô cái thùng đó, 16 cái dao nó vọc xuống vậy nè. Cái hay của em là em sáng tạo được cái thời gian nó đếm ngược. Trời, lúc đó anh sợ quá chừng sợ. Cái trò cuối cùng của em là cái trò đỉnh nhất, mà trong cái ảo thuật của mình nó kêu bằng Big Solution. Cái trò lớn thân đỉnh. Không ai ngờ là sẽ có một chiếc xe mô tô xuất hiện trên đó. Và ngồi trên chiếc xe mô tô là một cái người đẹp như vậy, như là bé Thanh Tuyền ngồi trên đó. Một lần nữa anh có lời khen tặng cho Lộc Tiến cũng như là Hoàng Khang. Xin cảm ơn giám khảo Văn Sơn rất nhiều. Xin mời ý kiến đến từ sư phụ Cao Long. Ở chỗ là em Lộc Tiến á, ở cái tuổi của em năm nay mới 17 tuổi, tôi cảm thấy tôi cũng được cái tự hào. Tre chưa già mà măng mọc rồi phải không? Đó, giờ em thấy vậy đó, anh thấy không? Để tôi mừng đi cái điều đó trong cái nghề của chúng ta. Riêng hai cha con Khang với lại bé Tuyền á, từ vòng 1 đến nay, các bạn show kỹ thuật của bạn ra, tất cả mọi việc hai cha con làm đến ngày hôm nay đã gây được ấn tượng cho khán giả, gây được ấn tượng cho ban giám khảo. Vỗ tay. Vô hết luôn. Và bây giờ trên tay Hoàng Đức Bơ chính là tổng số điểm qua hai đêm thi đấu của cả hai thí sinh, đó chính là Vũ Lộc Tiến và Đặng Văn Hoàng Khang, Đặng Thị Thanh Tuyền. Và kính thưa quý vị và các bạn, trải qua hai vòng thi đấu, đó chính là vòng đối kháng và vòng lộ diện đêm nay, đã có một số điểm duy nhất xuất hiện là 59 điểm dành cho cả hai thí sinh chúng tôi. Như vậy đang có một tỷ số hòa, có nghĩa là bây giờ mình dù điểm hòa nhưng mà vẫn có một người đi vào thôi, phải không? Theo đúng với luật của kỳ tài lộ diện, chúng ta chỉ có một gương mặt tại bảng đấu đồ lớn bước vào bên trong chung kết thôi. Sao nữa vậy trời? Rất khó khăn. Tuyền năm nay con nhiêu rồi con? Dạ năm nay con 17 tuổi. Con 17 tuổi. Thôi ấy rồi nè. Con bạn. Bây giờ mà để giải quyết cho nó đề quề hết á, ấy giờ thôi anh Khang nhận tiếng làm con rể đi. Bây giờ nè, nếu mà anh Khang vô thì coi như làm tiếng, coi như ông già vợ mình vô. Nếu mà tiếng vô thì coi như anh rể mình vô. Chính xác anh ơi, hay quá anh Sơn ơi. Thấy không? Đó. Cảm ơn Sơn. Theo em thì em sao cũng được, đó là tuổi trẻ mà. Đấy, đó là em sẽ tôn trọng ý kiến của con em ha. Tiến, em suy nghĩ như thế nào về Thanh Tuyền? Để tôi bảo vệ ông già vợ nha. Rồi nói đi. Tiền bằng tiền rất là dễ thương à. Thì cũng đẹp gái. Ok, cô dâu 17 tuổi à. Em thấy anh Tiến bên đó sao nè? Em thấy Tiến giỏi, Tiến tài năng. Trời ơi, tao nói ngang cái này mà ráp lại cái ngang là ảo thuật Việt Nam mình là trùm thiên hạ luôn. Dạ, đúng không? Cha trùm thiên hạ luôn, con nữa đuổi. Con rể nó ngon lành nữa trời. Con ruột tới con rể, tuyệt vời luôn trời. Nắm tay cái coi. Nắm tay cái coi. Rồi, không nắm loại. Nắm tay cái coi. Tay trong tay nè. Okay, đó. Như vậy ở thời điểm hiện tại, số điểm tổng của hai thí sinh Đặng Văn Hoàng Khang và Vũ Lộc Tiến sau hai vòng thi đối kháng và lộ diện là bằng nhau. Họ cùng có 59 điểm. Dựa theo format của chương trình, trong trường hợp điểm số của hai thí sinh bằng nhau thì phần quyết định thí sinh sẽ được lựa chọn đi tiếp sẽ thuộc về giám khảo cố vấn chuyên môn sư phụ Cao Long. Và bây giờ xin mời sư phụ Cao Long đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Tôi Cao Long xin được tuyên bố nghệ sĩ
bước tiếp đồng hành cùng chúng tôi trên con đường vinh quang đến quán quân của chương trình kỳ tài lộ diện. Nghệ sĩ hai cha con Hoàng Khang. Xin cảm ơn phần quyết định của sư phụ Cao Long và một tràng pháo tay để cảm ơn và chào tạm biệt Vũ Lộc Tiến. Chúc mừng hai ảo thuật gia. Chia sẻ thêm một điều thế này, ban tổ chức chương trình kỳ tài lộ diện của mùa sau xin được tuyên bố trước, năm sau sẽ đặt cách em Vũ Lộc Tiến thẳng vào mùa sau. Thật bất ngờ, một phần thưởng rất xứng đáng dành cho tâm huyết và tài năng của Vũ Lộc Tiến. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Như vậy với kết quả này, thí sinh Vũ Lộc Tiến sẽ được ban tổ chức đặt cách vào thẳng vòng lộ diện của kỳ tài lộ diện năm 2018. Xin chúc mừng Vũ Lộc Tiến. Với đặt cách được vào kỳ tài lộ diện mùa sau thì em sẽ cố gắng trau dồi kỹ thuật của mình để diễn tốt hơn, trưởng thành hơn ở kỳ tài lộ diện mùa tiếp theo. Mọi người hãy ủng hộ cho Vũ.